chín túi đồ rộng mà rộng trông đi chưa rộng với cột điện này muốn đặt hết này ăn hết được bên con không? Sang trái tí rào lại lần nữa trông nó bị hẹp cái đường của mình đây tất cả cái đường bê tông này là của nhà mình xưa đã mua và đã đổ bê tông hết ra ngoài này là 300 mét giờ cũng đang định mua thêm 1 mét hoặc nửa mét bên phải vâng. Cho nó rộng và đi cho nó thoải mái vẫn sức hết xe này lâu ngày mà không đi đâu mà không đi đâu có thể đây nó mới làm một con đường nữa để nó vào cái khu này của nó bản đồ đã xong rồi đây chưa mấy bọn nào nó mua cái đồi này, này. Nó mua đồi làm gì để ý đường con mua xước bên này mua cái đồi này làm cái đường này cái cột điện nhà mình cũng đổ cái này nhà mình đã xe tải vào được mà xe khách 30 mấy chỗ ngồi tết mọi người vào đây đây sang bên phía con thì bên này nó có bê tông đấy và nhà mình bóp còi cho cô chú đấy, cô chú mở cửa sẵn rồi vào luôn rất nhiều vải con lên trên cái đồi gì kìa ngon nhiều lắm, em nhỉ không lắm lắm chín quá là nó rụng hết mà cái này nó không như bưởi thế à vâng thôi cạn nó rẻ lắm chán chẳng thôi cứ để đấy đến vài nữa cái nhà máy hoa quả nó cân thì mình ép nước thì nó chỉ được 2-3 nghìn thôi nhưng mà chặt xuống là mình vặt cả quả ra chứ không phải tuốt lá như này nhiều lắm thôi năm nay thế được rồi ôi quả hồng cũng lên nhiều rồi đây này năm nay là hồng lên nhiều với em chắc là hồng đấy. Lên đẹp tốt tốt cái gì nhiều để em vặt nốt chỗ này đã xong rồi vặt thôi thế tốt rồi hả nhiều lắm anh ạ tốt nó không có quả thì lại kêu nó nhiều quả quá thì cũng kêu thế còn ăn thì cũng có ăn được mấy đâu em ăn được khoảng vài cân ôi con chó bây giờ có nhiều hoa quả chúng nó lên nè
Có lúc thì họ lên. Đấy, thu hoạch này mới thích. Đấy, anh rào rạt, kinh quá. Cây hồng cũng bắt đầu nhiều quả, cây bưởi anh thấy nhiều quả rồi. Vâng, nhiều lắm. Ừ. Nói chung năm nay cái gì anh? Ừ. Anh chạy lên trên cái đồi này xem. Ui, nhiều lắm. Có muỗi à? À. Ăn ngon nhỉ? Phúc có ăn trên cây bố quay cho. À. Mỗi một cây này nó phải được mấy tạ, cô ấy cũng đã cho xuống rồi đấy. Ngon lắm đúng không? Thử. Ăn thử các cây khác nhau xem. Rất ngon. Ừ. Còn một số cây vẫn chưa khai, chưa cắt xuống đây này. Đây này, cái góc này là một cái rất đẹp này. Ừ. Cái này. Để chụp. Đây là một cái điểm nhấn này. Không biết sao này nó là điểm nhấn không? Ừ. Riêng chỗ này là có ánh sáng chiếu xuống. Thực ra mình chặt bớt cành đi thì nó chiếu xuống mà. Không, nhưng mà để nó tự nhiên thì hay hơn. Ừ. Đây là cái gì đây? Có táo à? Cây hồng. Hồng. Mình có hơn 60 cây hồng. 300 cây vải. 300 cây vải à? 300 cây vải. Đâu, nhớ nhiều hơn. 60 cây bưởi. Con nhớ gần 1.000 cây vải. Hồng. Đấy, như thế mới đẹp. Nhiều chưa anh? Nhiều, đấy. Mà ngon, cái quả cực ngon em ạ. Hạt bé tí mà nó không có cái... Đấy. Ừ. Nhà sinh này mà. Ừ, đấy. Năm nay được mấy trăm cây mà. Nói lắm đấy. Này bán được bao nhiêu cô? Bán 3-4 nghìn. Yeah, rẻ lắm, năm nay rẻ quá. Năm nay rẻ nhỉ? Cứ từ từ mà bán. Cái này nó không thu hoạch khẩn trương, nó rụng hết anh ạ. À, thế à? Cái giống quả nó thế. Nó không như những quả khác. Thôi nhưng cái này mà phải có chế biến một tí. Làm trà vạt. Thu hôm nay. Được chưa? Đấy. Đấy, ăn thoải mái. Nhìn đẹp chưa? Nhìn biết đã quay chưa? Đấy, có chữ đỏ record rồi nè. Nó đang record rồi. Ờ, chứ tốt. Ok, tắt, tắt. Đấy, vải mới đẹp.
Vâng. Rất đẹp anh, mà quả ngon cực kỳ. Nắng quá. Này nó như con thiên nga ấy nhỉ, không phải là vịt nữa. Quá đẹp. Vâng, mấy thằng hả? Thế kìa, ngồi như đó. Nhưng mà anh thấy bọn nó ao nhá, nó còn nhảy vùng vùng. Ao là rất nhiều cá, chiếc búa thả nhiều cá lắm. Thả nhiều cá đây lắm. Như thế nào? Wow, chúng ta đang đến. Chỗ này không biết bao nhiêu con nhỉ? Thế mình nó sợ nó không đến gần vậy ạ. Cái ao bên kia nữa không đứa nào sang. Sáng số lạ gọi là chị nhân sự chị gọi. Mai em qua gặp. Nhân sự đâu? Bên cái chỗ về